một võ sĩ knockout vòng loại, một võ sĩ huy chương vàng SEA Games Kickboxing và thắng Submission ở vòng loại. Ai sẽ là người có chiến thắng để đi tiếp vào vòng bán kết? Hãy cùng chờ đợi. Và bây giờ xin được giới thiệu trọng tài đài điều khiển trận đấu này, trọng tài Nguyễn Văn Hùng. Một trận đấu hứa hẹn rất kịch tính. Trước tiên quý vị có thể dành một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Và hiệp 1 của trận đấu, 3, 2, 1, bắt đầu! Đây đã là trận đấu thứ 8 trong 9 trận đấu diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Và chỉ còn một trận đấu nữa, chúng ta sẽ đến với trận đấu đáng được chờ đợi giữa Nguyễn Trần Duy Nhất và Lê Văn Tuần. Nhưng đây cũng là một trận đấu hết sức hấp dẫn mà chúng ta sẽ được chứng kiến. Hai võ sĩ là những người rất mạnh ở trong hạng cân của mình. Ngọc Cảnh đã phải trải qua hai trận đấu vòng loại để có thể bước vào trận đấu tứ kết này. Cú đấm vòng chính xác của Bá Hợi, nhà vô địch SEA Games ở bộ môn kickboxing. Rõ ràng là Bá Hợi là một người có nhiều lợi thế hơn. Tuy nhiên Ngọc Cảnh cũng cho thấy trải qua một chiến thắng knockout ở vòng loại thì võ sĩ này cũng cho thấy mình là một đối thủ nặng ký. Đặc biệt anh đến từ võ đường Liên Phong, nơi đào tạo ra những võ sĩ đầy chất lượng với rất nhiều những bộ môn được tập luyện, không chỉ kickboxing, jiu-jitsu. Sự điềm tĩnh đến từ nhà vô địch SEA Games Bá Hợi. Bá Hợi sau chiến thắng Submission trước Minh Hòa ở vòng loại Đà Nẵng, anh đã phải bước vào vòng loại bổ sung ở hạng cân 56kg. Và để có mặt trong trận đấu này thì anh đã phải trải qua tới hai trận đấu. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề lớn đối với nhà vô địch SEA Games ở nội dung kickboxing. Đó là một cú đấm thẳng tay sau chính xác của Bá Hợi, một cú low kick không chính xác, và cuối cùng Ngọc Cảnh đã nắm được chân. Và rất may cho Bá Hợi, rất may cho Bá Hợi là anh không phải những đòn phản công đến từ Ngọc Cảnh. Và bây giờ một tình huống ôm ghi đang được tạo ra. Hai võ sĩ của chúng ta đều là những võ sĩ rất mạnh ở nội dung striking. Bá Hợi đang cố gắng thoát ra khỏi thế kìm kẹp. Rõ ràng Ngọc Cảnh đang tạo ra một thế ôm siết rõ ràng. Rất khó để Bá Hợi có thể thoát ra. Nhanh chóng Bá Hợi đã thoát ra rồi. Vẫn như thường lệ ở góc đài màu đỏ là những lời chỉ dạy. Đó là một cú đấu vòng chính xác của Bá Hợi khi mà Ngọc Cảnh đang không để ý. Như thường lệ thì ở góc đài màu đỏ vẫn là những lời chỉ dạy đến từ Johnny Chí Nguyễn và Trần Quang Lộc, biểu tượng của võ đài Liên Phong dành cho Ngọc Cảnh. Dẫu vậy, Bá Hợi cũng là người kiểm soát rất tốt trên lồng bát giác. Sẽ là một trận đấu đầy hấp dẫn với những striker. Hai những võ sĩ của chúng ta đều là những người rất mạnh trong đánh đứng. Cú low kick chính xác, suýt chút nữa thì Bá Hợi đã bị phá trụ. Cú đấm
tấm vòng không chính xác của Bá Hội. Cố gắng thách đào đến từ Ngọc Cảnh. Sau buổi wedding diễn ra trước trận đấu này thì cả hai võ sĩ của chúng ta đều có cân nặng tương đồng. Trọng tài điều khiển trận đấu đã phải tạm dừng để điều chỉnh lại phần găng bảo vệ cùi trỏ của Ngọc Cảnh. Liên tiếp là round and round. Bá Hội đang gặp bất lợi. Ngọc Cảnh đang có được một tư thế thuận lợi để có thể dứt điểm trận đấu với những cú ground and pound của mình. Bây giờ thì Bá Hội đã ôm mặt rồi, trọng tài đang đếm. Nếu như số lượng đòn mà Bá Hội phải chịu và anh hoàn toàn đã thoát ra. Rất may. Rất may, hiệp thi đấu đầu tiên đã kết thúc. Một hiệp thi đấu đầy sôi động của cả hai. Đó là một trận đấu mà chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những miếng đánh. Từ những miếng đánh của những striker cho đến những grappling. Rõ ràng là Bá Hợi đã gặp rất nhiều những bất lợi trong hiệp thi đấu đầu tiên. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch SEA Games đã đứng vững, giúp cho anh đứng vững. Rất may, là một tình huống ground and pound anh đã thoát ra. Chúng ta cùng nhìn lại những hình ảnh đẹp nhất trong hiệp thi đấu đầu tiên. Sự quyết tâm đang thể hiện trên khuôn mặt của Bá Hợi. Hiệp thi đấu đầy sôi nổi giữa hai võ sĩ trong hiệp thi đấu đầu tiên cho thấy cả hai võ sĩ của chúng ta thể hiện sự quyết tâm như thế nào. Không có một sự dè chừng nào đến từ cả hai. Cú đấm vòng chính xác của Ngọc Cảnh, ngay lập tức anh đã có lợi thế. Tuy nhiên, Bá Hợi đang tạo ra một thế kim kẹp và hạn chế đi những đòn tấn công bằng tay của Ngọc Cảnh. Trọng tài không cho Bá Hợi được đạp vào thanh lồng. Tất cả những tư thế tì đè vào thanh lồng hoặc là sử dụng chân và tay đều được là những lỗi phạm quy. Tiếp tục là một tình huống khóa xiết nữa đến từ cả hai. Ngọc Cảnh đến từ võ đường Liên Phong, nơi sản sinh ra nhiều võ sĩ MMA nổi tiếng. Đó là bản lĩnh của nhà vô địch SEA Games. Bá Hợi vẫn đang đứng vững. Một cú take down rất đẹp mắt đến từ Ngọc Cảnh. Một cú take down sẽ có điểm cho võ sĩ ở góc đài màu đỏ. Bây giờ thì Bá Hợi đang phải che mặt. Trọng tài đã đếm rồi. Kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu. Một chiến thắng knock out bằng kỹ thuật dành cho Bá Hợi. Một chiến thắng knock out bằng kỹ thuật dành cho Ngọc Cảnh. Bá Hợi đã không thể chống đỡ nữa và trọng tài đã quyết định chấm dứt trận đấu rất nhanh chóng để tránh đi những chấn thương có thể xảy ra cho Phạm Bá Hợi. Một chiến thắng xứng đáng dành cho Phạm Ngọc Cảnh. Một võ sĩ nữa đến từ võ đường Liên Phong. Và niềm vui thể hiện trên khuôn mặt của Johnny Chí Nguyên,
cũng như là Quang Lộc. Đây là tình huống mà Ngọc Cảnh đã tạo ra được một cú takedown đẹp mắt. Và sau tình huống đó thì Bá Hợi gần như đã bị choáng váng. Võ sĩ này đã ôm mặt để chống đỡ. Ngay lập tức trọng tài đã kết thúc trận đấu để bảo vệ cho sức khỏe của võ sĩ góc đài màu xanh. Sau cú takedown đầy chất lượng, một cú takedown khiến cho võ sĩ của chúng ta ở góc đài màu xanh Bá Hợi đã choáng váng. Và Ngọc Cảnh đã có được một chiến thắng knock out bằng kỹ thuật. Xin chúc mừng cho võ sĩ ở góc đài màu đỏ của Võ Đường Liên Phong. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần công bố kết quả trận đấu đến từ các trọng tài.